Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự với các tin tức khác. Nhằm triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê về đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19, sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê phối hợp với phường Chính Gián tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Chính Gián cho biết tình trạng số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, gia đình và nhất là sự an toàn cho trẻ em, khi chuẩn bị bước vào năm học mới, lãnh đạo phường Chính Gián đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm đưa con em đến các điểm tiêm chủng trên địa bàn để tiêm đủ liều theo khuyến cáo của cơ quan y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19. Bản thân mình là một giáo viên thì đầu tiên mình là người tiên phong trong cái việc tiêm vaccine cho bản thân và con của mình. Điều thứ hai là mình sẽ tuyên truyền và mình sẽ đem những cái lợi ích thật sự của vaccine để mình tuyên truyền đến phụ huynh, và mình cũng động viên phụ huynh sẽ tham gia các việc tiêm vaccine đúng liều, đúng thời gian quy định. Theo thống kê của phường Chính Gián, sau buổi lễ phát động, có hơn 600 em học sinh của hai trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tham gia tiêm chủng. Bên cạnh đó, để làm gương cho học sinh, các cô giáo cũng tham gia tiêm chủng với các em. Các bậc phụ huynh cho biết trong thời gian qua, được nhà trường cũng như các giáo viên thường xuyên đến tận nhà tuyên truyền, vận động tiêm chủng, nên bản thân cũng hiểu rõ lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Mình thấy tiêm vaccine là khi mình bị bệnh nó không có bị lây lan và mình không có triệu chứng về hậu COVID, cho nên mình sẽ cho con tiêm vaccine theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đủ liều và đủ tiêu chuẩn. Được biết, từ hôm nay đến ngày 23 tháng 8 năm 2022, các phường cũng như các trường học trên địa bàn quận Thanh Khê sẽ luân phiên phát động thực hiện tiêm chủng COVID-19 để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đạt tỷ lệ ít nhất trên 70% đối với các đối tượng tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022.